vừa qua trên địa bàn huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa đã xảy ra một vụ việc khiến cho nhiều người lắc đầu ngán ngẩm một người đàn ông sau khi uống rượu say xỉn đã buông lời thô tục lăng mạ làng xóm sau đó còn hành hung công an địa phương sau khi bị tổ công tác đưa về trụ sở công an thị trấn để làm việc ông quyết vẫn tiếp tục chửi bới xúc phạm đến danh dự của các cán bộ công an thị trấn Khoảng 11 giờ ngày 15 tháng 5, Công an thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hóa nhận được tin báo của bà HTO sinh năm 1967, khu phố Bút Cương, thị trấn Bút Sơn trình báo về việc gia đình bà bị ông Lê Hữu Quyết sinh năm 1972 ở cùng khu phố uống rượu say xỉn liên tục chỉ bởi lăng mạ, xúc phạm bà và gia đình gây ồn ào, náo loạn khu dân cư. Sau khi nhận tin báo, Công an thị trấn Bút Sơn đã nhanh chóng xuống địa bàn để phối hợp giải quyết tại đây ông quyết đã không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an thị trấn có biểu hiện say xỉn liên tục chửi bới lăng mạ xúc phạm danh dự các đồng chí trong tổ công tác thậm chí ông quyết còn lấy điếu cày vụt vào người một đồng chí cán bộ trong công tác đồng thời dùng tay tấn công một đồng chí khác sau khi bị tổ công tác đưa về trụ sở công an thị trấn để làm việc ông quyết vẫn tiếp tục chửi bới xúc phạm đến danh dự của các cán bộ công an thị trấn người này còn dùng tay tát một cán bộ công an cản trở quá trình thi hành công vụ của lực lượng công an thị trấn gây ồn ào náo loạn tại trụ sở cơ quan nhà nước dùng chân đạp vào ghế và các đồ dùng trong phòng làm việc và có lẽ là ở mỗi xóm làng để một hai lần phải chứng kiến những cảnh có những người đàn ông say xỉn giờ chứng phá phách đập phá đồ đạc chửi bới làng xóm dù ai cũng biết rằng ma men điều khiển có thể gây ra những chuyện khó tưởng tượng nhưng lại ít ai thoát khỏi sự cám dỗ của ma men mà tiếp tục xa vào khiến những người xung quanh ngán ngẩm